nhằm lan tỏa lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ tới người dân. Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm thiết thực hướng tới đối tượng chính là chị em khu vực nông thôn vùng cao. Nhờ đó, đến nay, Lào Cai đã đạt tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là 73,1%. Trong các buổi tiêm chủng mở rộng, Trạm Y tế xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, giúp chị em nâng cao kiến thức trong nuôi dạy con, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn. Hôm nay thì em đưa cháu đi tiêm và đến đây được các bác sĩ tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu ấy ạ. Thì về em sẽ cố gắng cho cháu bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu cho đến khi 2 tuổi. Hiện nay trên địa bàn xã Gia Phú thì có trên 70 bà mẹ đang nuôi con bú. Để lan tỏa cái việc mà nuôi con bằng sữa mẹ thì chúng tôi cũng đã triển khai nội dung tuyên truyền trong những cái buổi khám bệnh này, những cái buổi đi thăm hộ gia đình này, rồi khám thai này, những cái buổi tiêm chủng và những cái buổi tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai, để cho các bà mẹ hiểu được cái tầm quan trọng và lợi ích của cái việc nuôi con bằng sữa mẹ. Khoa sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 2.415 sản phụ đến sinh tại bệnh viện. Khi sản phụ vào sinh, các y bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn chị em cho con bú đúng cách, hướng dẫn cách chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ mới sinh. Kết quả đã có hơn 2.000 trẻ được bú sau sinh và áp dụng đúng kỹ thuật da kể da sớm. Tại khoa sản của chúng tôi thì ngay sau khi các mẹ sinh em bé xong thì chúng tôi sẽ theo dõi sát cả mẹ lẫn con trong vòng 2 giờ đầu trong tại phòng sinh. Thì chúng tôi đã hướng dẫn luôn là cho em bé bú mẹ ngay trong phòng sinh luôn, càng sớm càng tốt. Tại vì trẻ sơ sinh thì bú được những cái giọt sữa non đầu tiên đấy thì nó sẽ rất là nhiều kháng thể để tránh cho trẻ sau này sẽ không bị bệnh. Đó. Trong sữa mẹ nó có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt như vậy thì chúng tôi khuyến cáo các bà mẹ là nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn và bú theo nhu cầu để phòng tránh được các cái bệnh có thể gây ra trong chuyển giao giữa mùa hè sang mùa thu thì rất là nhiều nguy cơ cho trẻ có một cái sức đề kháng tốt, chống lại các loại bệnh đang xảy ra. Với chủ đề tăng cường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ phải đi làm, tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ. Từ đó góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.